Trong video trước thì chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần kiến thức chính của thằng GetInitialProp là một cái hàm đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu trong cái phần kiến thức liên quan tới server-side render. Thì trong cái phần nội dung này chúng ta cũng đã tìm hiểu cách khai báo này, cách sử dụng này, cách mình sử dụng TypeScript để chúng ta khai báo những kiểu dữ liệu, ví dụ như là thằng context này kiểu dữ liệu là gì chẳng hạn, rồi cái component kiểu dữ liệu là gì này, rồi khai báo một cái kiểu dữ liệu cho cái prop theo dạng array này. Thì đó những phần quan trọng ha. Tuy nhiên đối với thằng GetInitialProp á, nó còn một cái lưu ý riêng nữa mà chúng ta cần phải biết và cũng cực kỳ quan trọng để mình nắm được cái hành vi của thằng GetInitialProp nó hoạt động như thế nào. Tại vì cái cách mà người dùng người ta truy cập vào cái trang web của mình á, nó có rất nhiều dạng khác nhau ha. Ở đây mình sẽ làm rõ hai dạng như sau. Thứ nhất là cái dạng mà người dùng người ta truy cập lần đầu tiên hay còn gọi là nhấn F5 đó. Nhấn F5 hoặc là người ta reload lại cái trang web của mình. Thì cái hành động này nó tương ứng với việc là mình sẽ request lại, đúng không? Request lại lên phía server và mình nhận nhận lại cái phần HTML hoàn toàn mới, đúng không? Nhận lại HTML hoàn toàn mới. Còn cái hành động thứ hai á, không phải F5 mà là hành động người ta di chuyển qua lại giữa các trang trong cái app thông qua cái phần router link, đúng chưa? Router link của Next.js. Đấy, thì trong cái trường hợp đầu tiên chúng ta học về cái thằng Next.js cơ bản thì mình biết rồi. Khi cái lần load đầu tiên á, thì mình có HTML. Và trong những cái lần tương tác tiếp theo, người dùng lúc này sẽ đóng vai trò là client side. Các bạn nhớ thằng Next.js này đóng vai trò cả hai không ha? Vừa là server side render mà vừa là client side luôn. Đấy. Nó chỉ có cái phần trong lần load đầu tiên thôi. Trong cái lần load trang đầu tiên thì sao? Thì rõ ràng mình sẽ nhận được HTML đúng không? Mình sẽ nhận được HTML hoàn chỉnh. User sẽ nhận được cái phần HTML hoàn chỉnh khi request lên server. Đấy, thì sau khi mà mình nhận được cái HTML hoàn chỉnh rồi á, thì bản thân trong cái mã nguồn HTML này nè, nó sẽ chứa cái gì? Có phải là trong cái mã nguồn HTML sẽ chứa những cái file JavaScript liên quan tới React đúng không? Liên quan tới React. Thì khi mà người dùng người ta load được cái HTML này rồi á, thì lúc đó nó sẽ load thêm những cái tài nguyên liên quan. Ví dụ như là load thêm CSS này, load thêm JavaScript này. Thì khi mà đã load thêm cái JavaScript này rồi á, thì sau đó nó sẽ trở thành client side render. Sau đó cái app của mình nó sẽ trở thành client side render khi người dùng đang di chuyển qua lại giữa các trang. Ví dụ mình kiểm tra này, bây giờ mình sẽ load lại trang vào trong phần network ha. Tạm thời clear đi cái đã, load lại lần nữa này. Thì trong lần đầu tiên các bạn thấy rõ ràng mình sẽ request lên phía server tới cái này và mình nhận về HTML đúng không? Và nó sẽ có thêm những cái file JavaScript khác liên quan, ví dụ như mỗi trang nó sẽ có một cái file JavaScript riêng, ví dụ như cái file này này. Thấy chưa? Trong này chứa những cái module liên quan tới React để nó trở thành client side. Thì để demo cho cái việc này á, mình sẽ tạo tiếp ra một cái file nữa tương ứng với một cái trang khác để chúng ta liên kết qua lại giữa hai trang với nhau ha. Ở đây mình tạo một cái file là file test.tsx đi. Ok, ở đây các bạn thấy là cái phần thư mục mình viết sai chính tả, mình sẽ điều chỉnh lại một xíu ha. Copy lại cái tên này. Chuột phải vào đây. Rename. Ok. Rồi, trong phần test này á thì chúng ta cũng khai báo một cái component cơ bản thôi. Export default một cái function test navigation. Mình sẽ return một cái cấu trúc HTML cơ bản để mình demo thôi ha. Đây chúng ta sẽ có một cái class name là container. Mình có một H1 đi. Get initial prop. Rồi, ở bên dưới này này, chúng ta sẽ sử dụng cái thằng React Router của thằng Next.js để mình di chuyển qua lại cái trang index. Thì rõ ràng chúng ta sẽ phải sử dụng một cái thằng là thằng Nextlink đúng không? Các bạn sẽ truy cập lại cái phần tài liệu ha. Kéo xuống cái phần ABR reference này. Nó có một cái phần tài liệu của thằng Nextlink. Và đây là cách sử dụng, mình chỉ cần copy thôi, copy cái dòng import này. Bỏ ở đây. Rồi sau đó tạo một cái link ở phía dưới. Copy cái phần link và truyền vào cái phần href, chính là cái đường dẫn trở về cái trang cũ của mình. Được chưa? Thì cái trang cũ của mình là gì? Nó chính là cái đường dẫn xuyệt playground đó. Copy lại cho nó đỡ bị nhầm này. Get initial, sửa lại cái tên ha. Initial
prop. Ok, check lại cái tên coi. Tại vì ở đây mình kiểm tra tên cho chính xác ha, thì mình mới có thể truy cập được vào cái file này. Get initial prop. Check lại này. Get initial prop trong cái index. Đây là trong cái file test. Get initial. Đúng rồi mà đúng không? Check lại ha. Initial prop. Playground rồi, ok. Rồi. Copy đường dẫn này. Ctrl C vào trong cái file test, bỏ vào trong cái phần hrf. Đấy. Quay trở lại ha. Quay trở lại cái trang get initial prop. Rồi, bên cái thằng get initial prop á, mình cũng có một cái đường link để trỏ qua cái trang test, được chưa? Ví dụ mình đặt ở đây đi. Đấy. Di chuyển này. Di chuyển qua cái trang là trang test đúng không? Thì đường dẫn nó sẽ là suyệt test đúng chưa? Suyệt test tại vì nằm trong cái cùng thư mục này, index mặc định là cái đường dẫn root của mình, còn mình thêm một thư mục nữa thì nó sẽ là suyệt suyệt thôi, nó là đường dẫn nhiều cấp ha, mình học rồi. Ok, ở đây mình khai báo link mà mình chưa import này. Mình sẽ thằng import giống như bên này ha, copy. Bỏ đây. Rồi, run lại. Nó lại trang. Bây giờ các bạn sẽ thấy cái phần hoạt động của nó như sau. Hiện tại mình đang ở cái trang mặc định đầu tiên là get initial prop đúng không? Ở đây mình sẽ clear đi. Bây giờ mình sẽ tiến hành click vào link này, mình sẽ di chuyển sang cái trang là trang test. Và từ cái trang test á, người dùng người ta tiếp tục quay trở lại cái trang cũ bằng cách là nhấn cái đường link này. Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy trong cái phần network á, mình có một cái lời gọi API. Thì khi mà chúng ta thấy được cái dòng này, nó đồng nghĩa với việc là nó đang gọi ở phía trình duyệt đúng không? Gọi phía trình duyệt chúng ta mới thấy được cái dòng này ha. Chứ nếu như mà gọi phía server là mình sẽ không thấy được cái dòng này đâu. Ok, thì để giải thích cái việc này á, mình sẽ ghi chú như sau nè. Khi cái lần load đầu tiên, nó sẽ nhận được cái file HTML đúng không? Nhận được cái file HTML. Và trong những lần di chuyển qua lại trong cùng cái router á, thì nó sẽ trở thành client side và nó sẽ không thay đổi lại cái phần HTML. Client side nó chỉ cần thay đổi lại từ cái phần div này bên trong thôi. Ví dụ mình sửa lại cái phần body này. Chúng ta cho nó một cái background color màu đỏ. Cái này mình cũng đã demo trong cái trường hợp trước rồi ha. Đó là phần Next.js cơ bản đó. Mình có một cái đoạn CSS ở đây. Nếu như chúng ta click vào cái thằng test thì cái phần nội dung bên trong thay đổi, chứ cái body nó không thay đổi. Body không thay đổi tức là nó không có reload lại cái trang, mà nó chỉ đơn giản là thay đổi cái phần nội dung ở bên trong thằng root app này thôi. Hay nói cách khác, nó sẽ quay trở lại ứng dụng React thông thường, đó là client side. Và từ cái thằng này mình quay trở lại cái trang get initial prop á, thì nó cũng chỉ thay đổi ở trong này thôi đúng không? Cái body nó vẫn giữ nguyên và nó sẽ tiến hành gọi API lại phía client, chứ nó không gọi phía server nữa. Ok, nó chỉ gọi ở phía server một lần duy nhất khi mà cái hành động của người dùng á, là người ta reload lại trang hoặc là người ta truy cập vào cái trang lần đầu tiên. Còn sau đó người ta di chuyển qua lại bằng cái thẻ link thì nó sẽ trở thành client side, mà client side nó sẽ gọi ở phía client. Thì đó là cái đặc điểm của thằng get initial prop mà các bạn cần phải ghi chú lại ha. Tại vì sau này mình sẽ học thêm những cái hàm khác nữa để hỗ trợ server side render. Nó sẽ có đặc điểm khác một chút so với cái hàm này. Còn cái bản chất giống nhau á, chính là cái việc render ở phía server đây nè. Chỉ có điều là render mấy lần thôi, một lần hay là nhiều lần. Ok.